đâu học ba siêu. Mình bảo mấy ông kia ra ngoài rồi nhá. Mọi người nhá, mày đang xem sự kiện nào? Long phát khí bên ấy PK cả ngày á, bên PK cả ngày thì nó hơi ảo anh ạ, và em thấy là có vẻ như là server mình bắt đầu hình thành nên là sự kiện nào hot, sự kiện nào bình thường rồi nhỉ. Mọi người xem live tương tác cùng em nhỉ. Giờ em đang ăn bóp tiểu ở đầu cầu bên bên phải của map. Anh em cứ nói đơn giản với nhau là thắng được có vàng khóa hay là cái gì gì. Nhưng mà cái quan trọng là đi Hoàng Lăng Mộ á, drop rất là ngon luôn, nguyên liệu 3, chân nguyên tinh phách, huyền cơ cần vàng khóa cùng đi. Hot luôn. Cặp boss kính hổ ở hai đầu cầu. Phục Hoàng Lăng Mộ sao đi hả? Như là một lần buổi trưa, một lần buổi tối. Cô đó đánh con bàn cổ. Lên 9x à? Để em tìm hiểu coi, nghe có vẻ là có hiểu quá nhở. Mà sao chỉ phá được có mỗi một cái trụ ta? Cái trụ khác thì nó cứ chơi chơi này nè. À đây đây đây. Hot. Ăn mấy con đó mới ngon đó. Thế 8:15 ăn đại cương thi trước đã. Đại cương thi cũng mang lại phiếu ngọc với xiết long thạch các kiểu dù buộc rất là ngon. Ví dụ mọi người đi Q123 đến Q3 thì mình mới gặt quả được đúng không nhỉ? Chào anh Quỷ, chào anh Giang Lai. Anh trước tên Diệp Diệp gì nhỉ, quên rồi. À đây. Nhìn nó trắng nhưng mà nó đánh được à? Đây. Anh em bên kia, nếu mà ví dụ mọi người tham gia chơi ấy, thì mình nên mở cái mini map này nhá. Thì xanh đỏ ở bốn góc cứ điểm này. Thêm nữa là khi nào mà có cờ ấy thì sẽ thấy cái điểm chuyển ớt đông bắc vị công kìa. Cái phút ra một lần, cái này là 8:15:30, 8:45. Nhưng mà tùy bot anh ạ. Ai cả nốt con cương thi cho xong, em cũng thế. À để à. Server nào đấy, em đùa em. Em có đang on không, vào ăn ở đâu? Có PT nhỉ? Đến PT vào ăn đây. Cũng chỉ hoàng thượng đấy. Tùy dậy trời, chào Thủy nhá.
Có anh Đăng Khoa. Đó, như em xem cái mini map này là em đang thấy Family chiếm ba cái cứ điểm. Mà nhìn thế thôi chứ thực tế là hôm nay là có một phe vào đây chơi à? Kéo anh trên với em tưởng anh không chơi. Đó, Phượng Hoàng chiến kỳ được nhỏ nhá thì mọi người xem trong cái map con này sẽ thấy là vị trí di chuyển của chiến kỳ. Sự kiện này sẽ kết thúc vào 21 giờ hoặc là dừng khi mà một phe mắc điểm 10.000 điểm. Anh em nào mà mình đi cái này chưa thảo thì mọi người xem live á. Thì cũng là một phần công việc thôi, các cộng tác viên sẽ nhắc nhiều về cái cách chơi. 8 giờ sự kiện bắt đầu, mình có thể vào được từ chữ Phụng Hoàng ở Thúc Học của Trấn. 8 giờ chúng ta sẽ có 4 con cương thi ở 4 cứ điểm cùng với 6 cặp boss kính hồ ở hai cầu. Chào anh Sang nhé. Family thế nào để anh xem này, tại vì là mọi người train xong làm đồ xong này thì có hai trận bàn cổ đánh nghiêm túc thì em thấy là tỷ số đang là một đều. Phải biết thế nào nữa, lâu lâu em mới on ạ. PT anh với PT em full rồi anh ạ. Chuyển PT thử xem. Em nhặt được phiếu Ngọc Ba và Suýt Long Thạch Nguyên. Sáu. Không ở đâu hiện tại trưởng ra đây, mới ra đây tao cho mày. Em đang thấy Tây Bắc và Tây Nam không này, chạy theo đồng đội phụ phụ đi có rồi cũng. Đặt mã con à, giật giật cái ghê quá mà ơi, đầu bụng nhá. Em thấy là bị tấn công ở hai cứ điểm, chắc là phải có 2-3 PT gì đó. Nam chạy theo một vòng đi, lượng hai bên khá là ok. Cưng giật một tiện một ác làm gì ta. Tây Bắc cũng đang bị đánh nè. R đang làm cào cửa cái gì không biết nữa. Để mày anh em để ý nha, 1 phút nữa chúng ta có boss nha, 8:15. Em ở đây nó có ra thật không? Thường thì nó sẽ lệch tầm khoảng 1-2 phút. Định chơi mà cô nói thế thì thôi. Ơ kìa, anh nói là như em đuổi khách không nhỉ? Cửa thần khí à? Anh kiếm tân mãng thần phù qua việc đi quy yến tử ô. Mình đem tân mãng thần phù tương ứng mà chữa thôi. Chung là chơi nhiều khi phải thực tế một tí mà mình PK tranh boss đúng không, là mình ăn boss trước phải đã. Điểm thì Emily đang dẫn trước với 1810 vô ảnh kiếm, đồng minh đầu tôn có 5 điểm. Hot em mình có thời gian rảnh rỗi các thứ đúng không ạ. Có hai cặp boss 6 con đúng không, chung là nhiều hơn một cặp. Cỗ mình tay nhá, chơi thì chơi chứ sao phải mày nào không nghịch. Bây giờ nào
Thích trò hả? Bảo đợi làm xong rồi đi ra ngoài. Nhịn đi. Con mèo nó đang cào webcam của em. Ngủ tiếp chắc nữa đi. Mấy con ăn được có một con VT của mọi người rất là mạnh luôn á. Ý như là server hiện tại nó có hai cái thanh tâm đúng không mọi người nhỉ? À, thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy tuần này chắc là có mini game trả lời câu hỏi mọi người nhá. Anh em nào mà mình thích chơi game được quà thì mọi người nhớ tham gia nhá. Thứ sáu thì em sẽ live sau giờ Phượng Hoàng Phổ Thành. Còn thứ bảy thì Tuấn live. Tương ứng có 20 cốt ạ. Đó, như trên minimap hiện giờ em thấy là đã có màu sắc của bên Vũ Ảnh Kiếm rồi nha. Em nhặt được Tử Ngọc 2, Chí Tôn Cường Hóa và Tinh Khiết các. Tham gia sự kiện này mọi người chú ý giúp em là 8 rưỡi mình sẽ không vào map được đâu nha. Vào thì vào trước và không nên ra khi mà mình đang đánh giờ, không vào được đâu. Những người chơi tham gia mà muốn có cái quyền lợi đi phụ bản Phụng Hoàng Lăng Mộ thì mình phải mình phải ở trong map tới lúc 9 giờ và là lúc kết thúc cơ chứ quay tính đâu. Nhận nhiệm vụ thủy lao ở Ngũ Hoa Đàn đại lý anh nhá. Nó không yêu cầu cái gì đâu. Chào anh Long Hùng nhá. Ngồi gần lại trong thế ngồi trong tới. Đây có mỗi Hắc Vân Nhi mà đã có người nằm xuống rồi này. Hello anh Đình Viễn nha, cốt sùng cho S1 được không? Được anh ạ. Với nhau kìa. Rất nhiều người tới luôn. Tôi bị đánh ở Tây Nam này. Đông ghê. Đúng là 8 giờ chưa thấy bên đó vào nhỉ. Thì nằm à, chủ quan được. Chào Nguyễn Hưng. Còn ăn ngăn mi chưa hồi sinh kìa. Nay em phải kéo già nữa. Tham gia. Ui. Tham gia mini game có cốt anh ơi. Con nào. Ngăn mi chưa dậy kìa. Tôi chạy trước nhé. Cờ đang chạy về Đông Nam. Đi theo cờ đi. Nói chung là cái bản đồ này thì sẽ thấy là có ở rất nhiều các server khác nhau á. 8 rưỡi là không vào được nha. Đông Nam bị tấn công. Ở Đông Nam. Đây là mọi người nhầm giờ đúng không? Em thấy sự kiện này nó cũng ngon ấy. Bàn cổ là mọi người đánh chiến nhất. Ôi giời ơi. Ơ có cái hạng liên ngon à? 8 sao Hỏa Huyền ngoại nội. Đang định giá là một củ. Đúng hết rồi. Tận nhà Đông Nam sắp tận rồi đó. Điểm sắp nằm xuống rồi. Túc cắm cờ hả? Đồng thi. Tôi cũng cắm được cái cờ rồi chết. Đánh cứ điểm khá lâu đấy. Bí thư này nào.
tốt với. Anh em tham gia game nhớ nhận hai cái code căn bản nha. Còn mini game thứ 6 thứ 7 mới có cơ. Mình nói được một nửa câu mà. Kiểu câu giờ cho ông kia cắm cờ. 8:21, 9 phút nữa là đóng cửa nha mọi người. Ông nào chạy đâu cho xin cái địa chỉ cái xem nào. Phượng Hoàng Chiến Kỳ đã được làm mới, xem ai sẽ là lấy nha. Đấu tôn đã nhổ Phượng Hoàng Chiến Kỳ, bây giờ là chạy qua Chiến Kỳ để cướp là cũng là một cách này. Bây giờ là điểm số đang dần rút ngắn rồi mọi người ạ. Ẩu là thua được hết rồi nha. Chạy ra học push. Móc móc móc. Bác này khỏe thế nhở? Đánh có mấy đường cơ bản mà đau ơi là đau. Bên đông nam chắc là đông, em sẽ chạy theo cái đàn này. Ai chưa có PT? Cứ hỏi nhau, mỗi người hỏi một câu ấy. Quá. 8:22, 8:30 thì chúng ta sẽ có boss ở hai đầu cầu với cả boss ở Phượng Hoàng Chiến Kỳ nha mọi người. Đại cương thi này. Có kìa. Rồi khỏi. Em tin phê đấy đọc thức ăn. Thường thì mọi người sẽ có thể là thủ điểm á. Chạy theo PT này là bán ác 9x ngọc 34 do công việc bận kìa. Boss cho ngọc, cho dược, hóa các kiểu con đà điểu anh ơi. À bây giờ cũng là 27/6 thôi nhở. Anh em chơi game thì nhớ theo dõi fanpage nhá, tại có code vào danh hàng tháng. Bổ ích. Sẽ đi phá nốt cứ điểm màu. Nè nè nè, mình có phải chủ lực quái đâu. Tới. Bên này chưa ấy à? Đánh kia này. Boss của người ta rồi. Đánh con này đi. Con này hình như là nó không reset được hay sao nhỉ? Có reset nhưng mà khá là cồng kềnh. Còn 6 phút nữa nha anh. Qua thúc hạ cổ trấn mở map nhìn chữ Phượng Hoàng nhé. Em nói có to quá không? Rồi là... Anh thủ ăn bát coi. Mọi người có gì không rõ về phụ bản thì cứ hỏi em nhé. Ta ngồi đây để làm vậy mà. Rồi cứ ung dung một xíu. Chênh lệch đang ở khoảng 2-3 nghìn điểm. Cứ một tay coi. Trước khi live á thì PT em có ăn boss kính hồ ở bãi 1. Xong được giúp. Được giúp xong cái boss nó chạy theo người ta luôn. Kiểu đánh hộ mấy cái u là trời. Boss reset mà kiểu đánh 15 phút rồi chưa xong á. Không khó. Này, đừng có xuống đây đòi ra nhá, không được ra đâu. Là con mèo. Rồi, ăn xong boss thì lại tiếp tục đi cây. Tôi vừa có hai cái rồi. Có drop nha, không phải không drop đâu. Nhìn vậy thôi.
Ông Nam đang bị tấn công, chạy ngay. Slot đi. Gian chạy đi đâu vậy trời? Lỗi. Bắt đầu tổ lái nào. Hãy mình chơi ở đông nam, chạy ở đông nam. À, đâu gấp đôi ở đây. Tấu tôn chiếm lĩnh đông nam. Có người kìa, màu đỏ đỏ. Là có hai PT kiếm và phút nữa chúng ta có thêm boss nha mọi người. Đấy là có các đợt boss là 8 giờ 8 giờ 15, kiểu 15 phút một đợt boss, nhưng mà nó sẽ là hai loại boss ở các vị trí khác nhau. Mình có boss tiểu ở hai cầu, boss chung ở bốn góc cứ điểm và boss đại có lúc không vào lúc 9 giờ 18 rưỡi. Hãy đâu nhỏ. Mấy ông ở lại đánh coi. Auto gì mà xịn ấy, nhảy vào tấn công luôn. Hay hỏi địa, ui rồi, ta xử lý vào lòng đất. Ấn là qua tiễn đâu rồi, vâng. Đi về phải. Hỏi. Cầu. Tinh gì mà chung mà đánh dạo như này là không có được điểm đâu mọi người. Té đây, dạo nghe không được điểm. Phương. Té. Tê phu rồi. Anh em nào mà mình không chơi dàn thì mình nương tựa vào nhau cho tiện nhé. Có một lực chiến á hả? Em không biết nữa. Bây giờ thì cũng chưa có giải đấu gì để quy định cái top 1 đấy anh. Đánh giá trang bị thì cũng không có bảng xếp hạng luôn á. Đánh trực tiếp ngôi sao. Ấn mấy cái này thì hay lỗi. Chào anh Nam nhá. Thì ác kia đang chạy theo rồi. 8:30 đã điểm. Boss bàn cổ đã xuất hiện ở vùng cổ thành rồi. Ừ. Báo là báo thế nhưng mình mới xong việc mình. Cũng ngựa đi ạ. À? Cho ai quan tâm nhá, thì công tác viên thì cũng cùi bình thường thôi ạ. Đặc biệt là cũng không nên quá vip. Đang dùng full. Đợi gom đủ đồ rồi mới lên 9x á. Không kiểu để ghẻ chơi cũng không vui. Tiếng 9x.
Hay hay ghê cơ, hôm nay tính ra là định làm đến khác nhưng mà tự dưng hứng lên live bên này để oh my god cả na rồi. Vẫn sắp thôi. Tám rưỡi là có boss ở hai cổng. Lại con bàn cổ mini. Cốt gì anh? Có ăn ghê cơ. Rồi, lượn. Lại công ty là vẫn theo. Mọi người có đánh không? Để em không biết nào. Rớt cả mắt. Cưỡi cái con hạc hùi mất mất bót cương thi rồi tiếc phải trưởng rồi hai mạng hòa tay rồi còn như không thấy nhau đi mệt quá cơ lượn 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 mất bót đang cáu đi chưa. Ê, mọi người đang ăn boss tại lúc sao chơi tưởng một người là tưởng cả em tự chu ăn boss đi. Ở đây thì sẽ có dương quà nha, có ngọc ba, có nguyên bảo chân nguyên, nguyên liệu chế độ. Rồi ăn ở đây chắc cú hơn nhỉ, có anh em bảo kê. Em làm mà mình với sim live của Thiên Long Phát Triển thì đây là máy chủ mới. Đau 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 đau. Chủ nhất của Thìn ra mắt ngày 16 tháng 6. Đây là do nó đánh đau đúng không? Và quá kìa. Đường môn mà không búp thức lên thì yếu như một con sê. Đâu đấy, bây giờ là 8:34 rồi mọi người. Oh my god. Hắc Kelly đánh đau lắm nha. Để ý rồi nha. Đánh tôi đi má. Đang live mà màn hình xám là nhìn trông kỳ cục lắm luôn á. Ai không muốn phiền phức thì mọi người đừng cầm vào cờ nhá. Cầm vào cờ là không lên ngựa được đâu. Boss được điều chỉnh sức mạnh ở cỡ ghê. Bá vương lệnh luôn. 18k là boss đánh hay người đánh vậy? Vất vả thật. Dừng lại. Cô chưa qua boss nó còn đứng sừng sững. Bây giờ thế trận đã khác rồi. Bốn cứ điểm hiện tại đều thuộc về bên đấu tôn. Thank you.
Đứng solo mấy cái app boss này. Khác đi này toàn gặp hiện tại năm cấp 45 chúng ta tiếp như một bắt reset luôn rồi bỏ đi có ngựa đi được không ạ? Em có linh cảm chẳng lành. Yếu tắt tất san 2k8 một hit hầu hết ở server đợt này có nhiều quỷ cốc chiến ghê cơ, có đồng đội rồi phá cứ điểm đồng thế sợ nha, máu đang thấp ác bướng này tên quen quen lấy cái ác bướng ở cái chủ cũ liền. Server này có rất nhiều anh em chơi lại nhé. Có đang ở đâu nhỉ? À có. Dùng cuối thất tinh rơi vào đầu. Và cứ điểm rồi. Như cái này phá cứ điểm unbox nó cũng cần một khoảng đi cùng nhau. Em chết nhanh thế vậy thôi vì anh dùng, nói chung là chơi quen cái kiểu mà máu ít máu giấy rồi khả năng chạy trốn của em rất là tự tin nha, lúc nào chết thì chết rồi, tưởng lúc đấy là mấy áp rồi. Em còn đang trong phụ hoàng dần màu xanh đã được lan tỏa khắp bản đồ rồi, còn tây nam nữa là màu đỏ. Đầu hết rồi cứ đi phá trong im lặng thôi. Cương thi hồi nãy vẫn còn đứng đây này. Xong nhìn đúng công ty xám rồi tiếc quá. Anh nhanh mở cửa cho mèo vệ sinh
Trong một ngày mình không muốn người khác mất con như mình, quá là đau lòng. Con đại cương thi này nguyên bản của nó hít độc vật lý một lần là 10.000 máu nha mọi người. Máy chủ hai của server hơn năm trước á, mọi người kiểu rén cái con cương thi này luôn mà. Mình rất thích dùng lạc mã tiễn luôn, kiểu chuyên dụng á. Lâu anh bông chật. Sao sao anh mếu, sao anh em mếu. Tây Bắc có người à? Hãy đi solo ghê cơ. Đâu nha, mạnh nha. Đợi chờ. Cấp một dàn luôn ha. Mọi người đang kiểu đề giá nhau còn cười quá. 100 triệu tìm 200 triệu kim gọi là mình vừa đép được cái Tây Bắc à, quýnh nhau luôn. Có võ đang tiện thật á. Bạch cô lại xuất hiện rồi. Đánh kim. Đầu giữ. Quỷ cốc đấy gọi là quỷ cốc chứ nhỉ? Ôi. Tờ 45 chúng ta lại giống. Boss cầu vậy. Có đâu. Có mới cho được chứ. Dùng của con á. Tỷ số hiện tại 6.500 với cả 4.000. Khoảng cách rút ngắn rất là nhanh. Chúng ta còn
14 phút nữa hết sự kiện. Nóng nhỉ? Cô bé. Lên ăn bún nha. Nữa. Tôi ăn boss mảnh à. Xui. Thì hết mà thế. Gặp bún PT mạnh nhất thế sao? Yên đến lúc nào? Xin chào. Thôi. À, không ăn được boss nhưng mà ta cố thắng đại cục vậy. Anh em bên kia chơi lần này thạo phết nhỉ? Vài lần trước thì bên bang này nhỉnh hơn xíu. Tìm người đi chung. Rồi đỏ lòm này. Một nữa. Mạng chạy về mệt lắm. Mọi người đang đứng đâu hết rồi mà đỏ. Bốn cái cứ điểm đều đỏ đấy cơ. Mấy ông ăn bót ạ. Live hôm nay không có code nha mọi người. Ủa em ấy nhở? Có code là ghi rõ ràng trên cáp nha, mọi người không hỏi đâu. Có thì mọi người lướt qua live rồi mọi người. À, cuối tuần này có sự kiện mà. Đây là đứng bảo vệ cờ. Nghe bảo có cốt riêng cho anh với anh đẹp trai. Đẹp trai cỡ nào đưa đây. Đã biết ai Mộ Vũ là ai ấy nhở. Vẻ đẹp trai hiểu gì biết để bảo đẹp trai là phải có bằng chứng đúng không nhỉ? Anh Châu lâu phết chứ mấy ngày em chưa làm tiếng. Hình như mình bị đấm hơi nhiều. Kim Bum này rất là chiến luôn nhá, hay đứng đầu. Giết được
Vân Nhi này. Tám giờ năm mươi mốt, 9 phút nữa chúng ta có kết quả trận đấu ngày hôm nay nha mọi người. Nãy bạn bảo mình biết kiểu mình lén unbox nhưng mà mình live cho cả server xem. Rất thật sự. Rồi sau cho em tặng hình em like và cho PT em có hay. God. Oh, no, 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 no. Để rủ sang phá Tây Nam một đi cùng. Đúng anh nhá. Ê, có tanker thì em ra em đứng nha, còn không thì thôi. Nó lòm ớn quá. Đâu không? 7.000, 5.200 dễ thắng là được. Nhưng mà nếu mà hai bên cùng vào cùng lúc á thì đó là chuyện khác. Anh em mỗi lần phá cứ điểm nha là mình sẽ có một số điểm nhất định, cùng với đấy là mỗi khi mà duy trì cứ điểm là có nhiều điểm, mỗi giây nhận được điểm số cộng 1. Nào ông nào bảo, ông nào bảo ra Tây Nam 100%. Đó đó đó, đó. Giờ mới ra. Thôi đừng. À, có người làm phụ thể rồi kìa con dọc. Giữa bao nhiêu cái tên. Mọi người em kiếm bạn em. Để ác để auto chạy theo kỳ như gà con. Tại 3 cứ điểm trên thuộc về bên bị người ta kéo đến đứng sâu bên trong, em thấy rồi. Đuổi đuổi chỉ có chết thôi. Tim đông đông đằng sau đâu nhỉ. Đây đi mày má, ai châu tôi đi. Đây Kim Mung chuẩn bị quay lại đấm như này. À, biết. Yêu em. Rồi.
con nên thú trong cờ làm sao săn để thế trang trí thôi anh ạ. Không thì anh đi yến từ ô á, đôi khi nó có cái chảm yêu kiếm, biết còn không ngoan được đâu. Anh có thể đánh cho nó tới chết được nhưng mà kiểu kinh nghiệm cũng ít á, mà nó cũng chả có cái gì cả. Tây Bắc đang bị tấn công. Rồi toàn kiểu solo á. Ủa sao chạy má? Châu ăn tôi gấp 10 lần á. Ok. Anh đệ đi đến rồi. Kinh nghiệm là mọi người xem các thông báo ở trên cái phần hệ thống này nhá. Chỗ nào bị tấn công thì mình tránh ra chỗ đấy, tại vì là thường là đang bị tổng tấn công đồ. Tiếng xoạch cũng ăn mạng hay phết nhỉ. Mà mình cứ đi vòng vòng bốn cái cứ điểm kiểu gì cũng gặp người quen. Đánh lại. Đi Phượng Hoàng Cổ Thành thì phải bật nhạc á, nhạc nó sẵn rồi. Không, ai có độ vậy? À, mình chết thì mình chưa chết. 3 phút nữa chúng ta có đợt boss cuối, hiện tại hai bên vẫn đang tranh khá là nhiều điểm. Boss cuối có boss cầu với cả boss mid. Tây Nam đang bị chiếm, chắc là người ta sắp di chuyển sang Tây Bắc, Đông Bắc coi. Đi nhong nhong kệ mấy cái ác kia. Ừ, nó chạy tới á, nhưng mình chạy theo không được. Nám con người nha. Đứng lại. Hay đi. Tạo ác đường môn trận trợ... hẳn ra. Đây kìm. Anh Cường, chào Minh Đồng nhé. Đang đoàn. Xanh đi bạn ơi. À. Căng thật đấy. Nhưng mà có vẻ là ai mà chơi game là thích kiểu căng như này, em không hứng thú. Hết giờ rồi mà ta gắn bó. Hết giờ mà nó chốt. Chốt cái kết quả thì mới sẽ nghe được cái tiếng nhạc khác hơn. Không biết có thay đổi gì không, bình thường 9 giờ hết giờ mà.
Vào đây. Có xuất hiện hết giờ. Hả? À. Đông Bắc. Bắc. À, boss xuất hiện rồi. Giờ chốt, chốt đơn ra. Ảnh kiếm tăng chủ độ đẹp đấy. Có chắc là nó chốt 10.000 điểm ha. Lần trước mọi người đi như nào ấy, em mới like buổi đầu á. Đâu Minh Quang nhá. Boss xong đi. Yasuo Dragon. Chạy cái thì tính thất tinh. Đánh mình nhỏ. Insane à. Vẫn chưa hết. Có ánh đến 10.000 điểm mọi người ạ. Mà bây giờ khoảng cách giữa hai bên điểm chênh lệch vẫn đang tầm nghìn đấy. Emily chiếm lĩnh Tây Nam, Tây Nam ở góc dưới. Dạ, cũng không. Mọi người chú ý là đánh nhau lặt vặt là hóng coi đúng không nhỉ? Đúng không? Đánh nhau lặt vặt không tính điểm đâu, chỉ có tính điểm cắm cờ, điểm cứ điểm thôi. Công ty này vẫn là của bên... Đàn... Anh là... Tấn công. Boss làm gì? Đâu? Hết tham rồi. Còn hai lần, mất boss hai lần hết tham rồi. Chậu thi chậu trụ từ đến giờ. Phòng mà tưởng sơn đúng không? Bây giờ chút chung là PK trong này cũng hơi bị đấy. Thì cố gắng 10.000 điểm đi ra các map giải thoáng mát hơn. Còn được phù ở trong này là không sử dụng phù được nha, hết là cứ chạy ra từ cứ điểm thôi. Bắt thử tấn công. Nào tanker lên đi ạ.
ưu tiên chọn các thứ. Tàng hình rồi. Thế rồi. Đúng. Đánh chết nha. Không. Bồn đi. Oh. What the fuck. Ai lần sau anh em thạo rồi thì anh kéo giúp em nhé. Em kéo này em cảm thấy chân tay chậm chạp hẳn á. Tục phá 1.500 điểm nữa thì chúng ta được nghỉ ngơi. Nhưng mà là còn boss ở, boss ở cục máu thì nữa ha. Sao ít máu hiện ra ngăn đi đâu nhỉ. Tiếp xa nhé trên bản bắc cánh này thì mọi người có thể chủ động đi tìm hoặc là chủ động phá hoặc là đứng ép thôi. Cái là cái việc điểm cấm cực. Sao? Tây Bắc 100%. Đông Nam bị tấn công. Khá là bất ngờ khi mà mạng tiếp đang với mạng bị tiếp. Kìa. Sẽ là ăn mạng đấy. Điểm nào. Ở hiện tại có hai cộng tác viên nhá mọi người. Xem đầu dây bên vô ảnh kiếm live của trăm 11 người đâu làm nhỉ. Sợ Đông Nam á. Đông Nam 1.000 điểm rồi, 1.000 điểm nữa là ai về nhà đấy.
Tiền thưởng ngay lập tức là sẽ là 50 vàng khóa hoặc là 45 vàng khóa nha. Đặc biệt hơn thì mọi người đợi đến giờ Phượng Hoàng Lăng Mục. Các em bảo ad đăng đăng bài về giờ á. Em không nhớ. Lần vẩn lần vẩn. Từ cái này là mọi người có thể kháng cự những cái trận PK lật vặt á. Làm gì có điểm đâu đúng không? Quay màn hình tứ tung. Mọi người nắm. Đâu đấy. Đấy. Có thì như vẫn được im ở. Trước khi làm vậy, nói cùng lúc làm được không? Đông ghê. Thế là ở Tây Bắc đang có người đẹp. Đi thẳng lên Tây Bắc này em. Hello. PT thiên hạ Yasuo các thứ này kiểu mạnh đều thôi. Các nào bắn ra cái chơi nó. Đi ra Tây Bắc không? Ui quá nhỉ. Điểm nó vẫn tăng theo giây nha mọi người. Điểm có là màu xanh á. Quá thôi. Không rồi đấy. Từ mắc điểm rưỡi rồi. Vòng này thôi. Anh em nào kiểu mình không nắm được phương hướng á, không biết là anh em ở đâu á. Tóc này. 860 rồi.
10.000 điểm là điểm tối đa. Bên nào có 10.000 điểm trước, bên nào thắng. Đánh nhau rất là bận bịu nhưng mà vẫn hit boss nha. Rồi, boss này nhất định phải ăn nha mọi người. Rồi, đã có tiếng ấy rồi. 11.000 máu. Thôi thôi thôi. Để ra góc này là thôi. Có ai ra mít chưa ạ? Chứ em là em không canh con bot không nhỉ? Boss này là boss mini thôi nên là ăn khá là nhanh. Để nhặt dương các, tại vì lúc nãy 8:30 là em không được ăn nữa. Vẫn đặt chờ chút nha, con này phản đam đau phết đấy. Like không bé. Lâu lâu về về cho lên tay. Im. Đừng có muốn ra không? Muốn ăn không? Có cả vất vả hơn chơi sự kiện nữa chứ. Rồi nhá. Cứ cẩn thận. Chờ tí. Ai bảo thích chui vào phòng. Rồi, có máu trông thấy đấy. Đứng lùi lại xí. Thế cái nơi yêu cứ đâm đầu. Hết trước khi bóng rơi. Ủi đông. Làm PK cho xong đi.
hot rồi còn thêm nữa. Bắt đầu ập lại rồi này, ăn để cho nó xong đấy. À rồi. Trượt. Đánh thôi, túng được luôn đó. Thôi đừng đánh tôi. À, hai nhà cùng nhặt bọc cho con. Đọc mọi người. Đóng góc 3. Đầu tiên nhận được á, nghe nói lâu rồi mà tôi mấy server rồi giống nhận. Em chủ lực đánh. Nguyên liệu 2 cũng là bây giờ cũng là nguyên liệu cấp tỉnh của server á. Khi ác tác bá quy cũng drop nguyên liệu 2. Ok. Xong. À, live đến đây nha mọi người. Thứ 6, thứ 7 chúng ta có mini game nha anh. Quà, thích chơi game quà thì em nhé.